vậy mới ngon chị ơi. Và đây là sòi sống chấm mắm ruốc và khế ngọt chấm mắm ruốc. Ngon hết sĩ con bà Bảy như bà con cô bé. Mời mọi người cùng ăn với nhà Mộng nha. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Nói Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Ăn với Mộng nha mọi người.